Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 30 tháng 5, một tòa án tại New York đã kết tội cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Theo đó, kết thúc phiên tòa kéo dài suốt 7 tuần qua, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại tòa án tối cao Manhattan đã tuyên bố ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trước thêm cuộc bầu cử năm 2016. Với phán quyết này, ông Donald Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự. Các công tố viên cáo buộc ông Trump dính líu tới một âm mưu nhằm hủy hoại tính trung thực của cuộc bầu cử năm 2016 và có hành động nhằm che giấu khoản tiền thanh toán cho Stormy Daniels để ngôi sao này không tiết lộ việc có quan hệ với ông Trump trong một phòng khách sạn ở Lake Tahoe hồi năm 2006. Ngay khi rời phòng xử án, cựu tổng thống Donald Trump đã chỉ trích phán quyết của tòa là không công bằng, nhục nhã và gian lận. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa này cũng chỉ trích chính quyền của tổng thống Joe Biden gian lận và đang âm mưu làm tổn thương đối thủ chính trị. Thẩm phán Juan Merican cho biết, phiên tòa tuyên án ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7 tới, chỉ 3 ngày trước khi diễn ra đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa. Theo báo New York Times, ông Donald Trump có thể đối mặt với bản án từ 16 tháng tới 4 năm tù. Tuy nhiên, do tuổi tác và lý lịch trong sạch, ông Trump có thể thụ án trong thời gian ngắn hơn hoặc không bị giam giữ. Tuy nhiên, ông Trump không bị cấm tiếp tục chiến dịch tranh cử trong nỗ lực quay lại nhà trắng vào tháng 11 tới, ngay cả khi ông ngồi tù. Cựu tổng thống nói với báo chí: "Tôi là một người vô tội. Tuyên bố phán quyết thực sự sẽ đến từ giới cử tri." Vài phút sau khi có phán quyết website tranh cử của ông Trump bắt đầu điều hướng những người truy cập đến một trang gây quỹ, tuyên bố ông là tù nhân chính trị. Trong khi đó, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden ra thông báo cho biết, phiên tòa trên cho thấy không ai đứng trên luật pháp. Thêm rằng, mối đe dọa mà ông Trump mang đến cho nền dân chủ Mỹ chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế. Còn Nhà Trắng ra tuyên bố tôn trọng luật pháp sau khi biết kết quả phiên tòa ở New York suy nhược cả về thể chất và tinh thần tới mức hoảng sợ, một binh sĩ Ukraine tên là Victor vẫn phải tiếp tục chiến đấu giữ phòng tuyến vì tin rằng rất khó có ai thay thế. Trong nhiều tuần, Victor hầu như không ngủ khi pháo binh và drone Nga liên tục nhắm vào vị trí của anh. Vào ban ngày, anh làm nhiệm vụ cảnh giới để phòng lực lượng Nga tìm cách bằng qua bãi mìn phía trước trận địa. Đến đêm, anh cầm sẻng đào và ra cố chiến hào. Anh nói, chúng tôi phải sống sót bằng mọi giá và giữ vững phòng tuyến. Bước sang năm thứ ba xung đột, các lãnh đạo quân sự Ukraine thừa nhận tình hình tiền tuyến miền Đông đã xấu đi. Dọc theo chiến tuyến miền Đông, các đơn vị bộ binh, pháo binh và UAV của Ukraine đều phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng và kiệt sức cùng nhu cầu cấp thiết bổ sung nhân lực. Vào mùa đông, nhiệt độ ở chiến hào xuống tới âm 26 độ. Vào những ngày ấm hơn, chiến hào lại biến thành bùn lầy. Những người lính Ukraine liên tục phải cảnh giác với drone Nga bay lượn trên đầu, sẵn sàng thả lựu đạn xuống chiến hào. Vào lúc đỉnh điểm giao tranh, victor cho rằng tất cả những gì có thể làm là cầu nguyện sự kiệt sức của anh hiện rõ khi phải chiến đấu nhiều tháng với một đối thủ áp đảo có tiềm lực quân sự dường như vô tận thiệt mạng và thương tật là điều các binh sĩ phải thường xuyên chứng kiến đó là một lời nhắc nhở về sự bất cân xứng trong cuộc xung đột này anh nói mọi thứ ở đây không giống như những gì bạn thấy trên bản đồ với những đường kẻ và mũi tên chúng tôi nhìn thấy bạn bè của mình những gì xảy ra với họ và những gì mà chúng tôi đang chiến đấu đó là địa ngục và thậm chí còn tệ hơn thế trong khi Nga đang tận dụng ưu thế về nhân lực và vũ khí vượt trội, tình cảnh của Ukraina trên tiền tuyến dần trở nên xấu đi. Ukraina phải liên tục thay đổi quy định tuyển quân để đưa thêm người ra tiền tuyến, bù đắp những thiệt hại nghiêm trọng trong hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, dù mặt trận đang thiếu nhân lực trầm trọng, chỉ huy vẫn cho Victor vài ngày nghỉ ngơi và dành thời gian nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã cứu anh, giúp anh vượt qua khủng hoảng. Nhiều người lính Ukraina cho biết, ngay cả khi chính phủ thông qua luật huy động quân nhiều thanh niên Ukraine cũng sẽ không muốn bị đưa tới tiền tuyến khắc nghiệt. Quân đội Nga đã bắt đầu xây dựng một loạt nhà chứa máy bay mới nhằm bảo vệ tài sản quân sự trước mối đe dọa tiềm tàng của máy bay không người lái tấn công và tên lửa mang đầu đạn chùm. Theo các hình ảnh vệ tinh, việc xây dựng nhà chứa máy bay được Nga thực hiện ở sân bay Marinovka, vùng Volgograd, cách biên giới với Ukraine khoảng 300 km. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 12 nhà chứa máy bay mới có thể được dùng làm nơi trú ẩn cho máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 và cứng kích ném bom Su-34. Các nhà quan sát quân sự tin rằng, việc Nga xây dựng các nhà chứa máy bay này nhằm mục đích bảo vệ máy bay của nước này khỏi những cuộc tấn công tiềm tàng của máy bay không người lái, cũng như các loại tên lửa tầm xa của Ukraine, bao gồm Attack MS và Storm Shadow. Đáng chú ý, việc Nga sử dụng nhà chứa máy bay này sẽ giúp ngăn vệ tinh và các thiết bị quang học khác của Ukraine xác định vật thể bên trong nhà chứa. Trước đó, Quân đội Nga cũng được cho là đang xây dựng một căn cứ không quân mới ở vùng Bengorod. Tờ Min.in.ua dẫn nguồn tin từ chuyên gia phân tích quân sự Red Intel Panda của OSINT cho biết căn cứ không quân bí mật của Nga đang được hình thành gần thị trấn Alexeyevka, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 70 km. Nhà nghiên cứu cũng đã công bố các hình ảnh vệ tinh liên quan, ghi lại các giai đoạn xây dựng của căn cứ. Chuyên gia này cho biết công việc chuẩn bị xây dựng đã bắt đầu vào năm ngoái, với việc xây dựng đường băng vào tháng 7 năm 2023. Trong những tháng tiếp theo, trước khi bước vào mùa đông, việc quy hoạch đường băng gần như đã hoàn thành. Vào khoảng đầu tháng 4 năm nay, sau khi băng tan, công việc xây dựng căn cứ đã được nối lại. Tính đến ngày 27 tháng 4, đường băng sân bay đang được phủ bê tông. Theo các thông tin thu thập được, nhà phân tích quân sự của OSINT xác định đường băng có chiều dài khoảng 1.800 mét, đủ để chứa nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm máy bay vận tải quân sự như An-26, máy bay tấn công mặt đất Su-25 cũng như máy bay trực thăng. Red Intel Banda lưu ý rằng Alex Sezepka nằm trong khu vực cấm các chuyến bay dân sự qua lãnh thổ Nga. Vì vậy, ông suy đoán sân bay mới này đang được xây dựng cho mục đích quân sự vì không có báo cáo nào trên phương tiện truyền thông Nga về việc Nga phát triển một sân bay dân sự mới ở vùng Benkorod. Theo tuyên bố vào hôm 25 tháng 5, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã đạt được những tiến bộ trong đề xuất của Mỹ về việc hình thành một khoản cho Ukraine vay trị giá tới 50 tỷ đô la Mỹ dựa trên tiền lãi do tài sản của Nga tạo ra. Tuy nhiên, các quốc gia như Pháp và Đức vẫn lo ngại. Hai quốc gia này cho rằng người nộp thuế của họ sẽ gặp khó khăn nếu Kiev không thể trả lại số tiền đó khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này kết thúc. Bộ trưởng Bộ Tài chính Italia Giancarlo Giogetti người chủ trì cuộc họp này dưới nhiệm kỳ chủ tịch G7 của Italia cho biết có những vấn đề nghiêm trọng về mặt kỹ thuật và pháp lý. Các tài sản nhà nước của Nga đã bị đóng băng ở châu Âu ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Kể từ đó, chúng đã được đầu tư và thu lãi. Sau nhiều tháng bất đồng, Mỹ đã thu hẹp kế hoạch ban đầu là tịch thu toàn bộ tài sản và thay vào đó sử dụng tiền lãi để làm đòn bẩy cho khoản vay này phía Liên minh châu Âu EU có nhiều lợi thế hơn trong kế hoạch này vì khối này nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Moscow, trong khi các ngân hàng Mỹ chỉ giữ một lượng tiền không đáng kể. Sau nhiều tháng bất đồng, các bộ trưởng tài chính tập trung tại Italia đã cố gắng thể hiện một mặt trận thống nhất. Nhưng các dạn nứt đã xuất hiện khi các nước EU chỉ thể hiện sự ủng hộ thờ ơ đối với kế hoạch này. Các nhà ngoại giao phải đối mặt với một cuộc đấu tranh khó khăn để giải quyết những khác biệt này trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 ở Italia vào trung tuần tháng 6 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Sergei Machanko, người tham dự cuộc họp G7 cho biết Kiev có khả năng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Ông mô tả kế hoạch do Washington dẫn đầu là một bước đi đúng hướng. Tuy nhiên, ông ủng hộ việc tịch thu toàn bộ tài sản của Moscow. Trong khi đó, châu Âu lo ngại rằng việc đồng ý với đề xuất của Mỹ sẽ mang lại chiến thắng cho Washington, trong khi cuối cùng họ sẽ là những người phải trả giá. Có những lo ngại liên quan rằng người nộp thuế ở châu Âu sẽ phải tự bỏ tiền nếu các khoản nợ của Ukraine bị trì hoãn theo một thỏa thuận hòa bình. Các thành viên EU của G7 là Đức, Pháp và Italia cũng nhấn mạnh Mỹ phải trả phân của mình nếu các khoản thanh toán lãi thay đổi giữa chừng hoặc nếu Ukraine không thể trả nợ trong những năm tới. 27 nước EU đã ký kế hoạch sử dụng 90% lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu, khoảng 3 tỷ euro để mua vũ khí cho Ukraine bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Yếu tố gây căng thẳng nữa là Washington muốn chuyển khoản vay tiềm năng trực tiếp cho Ukraine. Thay vào đó, các quan chức EU đề nghị cung cấp tiền cho Kiev thông qua quỹ dành riêng cho nước này vì hầu hết tài sản của Nga bị tịch thu ở châu Âu. Ngoài ra, hai quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại rằng các nước EU có thiện cảm với Nga như Hungary có thể phản đối bất cứ điều gì gần với kế hoạch của Mỹ. Chỉ một chính phủ duy nhất cũng có thể ngăn chặn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Điều này sẽ tạo thêm bất ổn cho hành trình bơm thêm viện trợ cho Ukraine. Gần đây nhất, Hungary đã ra tín hiệu phản đối việc mua vũ khí cho Kiev theo kế hoạch hạn chế hơn do EU dẫn đầu về tài sản bị phong tỏa. Đây là dấu hiệu cho thấy điều gì có thể xảy ra nếu đề xuất của Mỹ được thông qua.